Đây là vườn dâu tây chi mi đã xuống giống được 3 ngày. Cây bắt đầu hồi và rễ trắng bắt đầu đâm ra. Lá non thì xuất hiện. Ba ngày đầu rất quan trọng, cung cấp đủ nước cho rễ cũng như là làm mát cho bộ lá của cây. Với thời tiết mát mẻ ở Mộc Châu của tháng 9 ấy, thì hiện tại thì mình chưa cần phải che lưới đen. Nếu mà cái vùng nào mà có nắng gắt thì các bạn lưu ý là nên sử dụng lưới đen để che bớt nắng, lưới cắt nắng. Nên tưới đủ ẩm cho cây. Tưới phun mặt lá nếu cần thiết để giúp cho mặt lá mát. Còn đây là toàn cảnh cái vườn của mình. Cây dâu tây trồng được 3 ngày. Ngày đầu tiên là ngày thứ 2 thì cây sẽ thiếu nước nên là nó hơi héo và cành lá nó hơi rũ ra một tí. Nhưng mà sang ngày thứ 3 trong thời tiết mát mẻ như thế này thì cây sẽ hút đủ nước và cành lá bắt đầu tươi trở lại. Cành lá cứng hơn. Khi mà mình đào rễ lên ấy, các bạn chú ý là đào cây lên ấy, thì rễ trắng bắt đầu đâm ra để hút nước. Đối với vườn này ấy, thì mình trồng cây trước, sau đó thì mới phủ ni lông bạc sau. Đây cũng là một cách do mình phòng trừ cái việc là nắng gắt thôi. Mình chưa che được lưới cắt nắng nên là mình sợ e rằng là nắng quá thì khi mà cây mới ra thì nó sẽ hơi nóng và phải tưới tay nhiều. Tuy nhiên thì rất may là trời không nắng lắm. Khi mà cây được khoảng độ 1 tuần, không không, 2 tuần đến 3 tuần xuống giống ấy, thì mình sẽ bắt đầu phủ lưới. Lưới bạc, phủ ni lông bạc ấy. Khi đó thì mình sẽ làm một cái video riêng để quay cho mọi người xem. Cái việc mà mình trồng cây trước này thì nó cũng có một cái số hạn chế. Thì nó sẽ lên cỏ, cỏ non sẽ lên đây, ví dụ như cái cành này. Đây là cái vỉnh vườn mình cây khoảng độ khoảng 5 lên cây 5 đến 6 hôm này, li ti cỏ dại. Cỏ dại đây, cỏ dại đây, đây li ti cỏ dại. Khi được 2 tuần ấy, thì cỏ cũng bắt đầu lên. Tuy nhiên thì lưới bạc ấy, nó sẽ ở dưới nó có mặt đen. Cây nào to quá thì mình nhổ, còn cây nào mà nó bé, cỏ bé thì mình sẽ phủ chùm luôn. Thì cây cỏ ở dưới nó sẽ nóng mà nó tự chết. Cây nào thò lên thì mình giải quyết xong. Nên yên tâm là phủ bạc sau, phủ ni lông bạc sau vẫn ok. Bạn nào quan tâm đến giống dâu tây Tochi Otome ở nông trại Chimi thì liên hệ mình. Mình cũng có thể sẽ chia sẻ cho các bạn kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây dâu. Cảm ơn các bạn nhé. Nhớ theo dõi cái page của mình là nông trại Chimi Mộc Châu hay là kênh YouTube Chimi Farm nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại.